Ok, hello, chào anh em nha. Rất vui vì đã quay trở lại với kênh video của mình. Đấy, đây, thì trong video này thì mình nhân cái dịp mà mình đưa cái skin quay cái skin phù tiếng chúa dài này thì mình cũng quay cái phần thưởng rút thăm may mắn luôn. Đấy, thì nạp tới 2 gói ưu đãi chuột nhảy may mắn này nha anh em. Đấy, hai gói 2 triệu thì mình mới đủ mốc 360 nha. Bên cạnh đó thì mình phải làm thêm, mình chạy đi hang kèm thêm nữa thì nó mới đủ, chứ không thôi là không thôi mọi người phải mua ra 3 gói, mà mua ra 3 gói thì nó sẽ bị dư nha anh em ha. Đấy, mua 3 gói thì nó sẽ bị dư. Để mình sắp kiến để mình chạy hang đã. Đang thiếu. Đấy, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình quay nha anh em. Đây. Đây. Ok. 821 phát. 8 giờ có đứt ngập á, nên mình tranh thủ mình chạy ven chứ không thôi động kịp. Nước ngập thì rơi vào cái nhánh có bot server 115 thì chắc ổng lên làm bot rồi. Mình chỉ vào mình đánh mình lấy điểm thôi. Này thì mình đang cần những cái này. Đây, 1 2 3. Có cái này là không lấy kim cương đúng không? Móc này không lấy kim cương. Ok. Tại mình không có nhớ. Cái này là không lấy tài nguyên. Rồi. Ok. Quay tiếp. Mình không có lấy hổ phách nha anh em. Tại vì đã full hổ phách rồi. Đã full những cái kế thừa trong cái hổ phách đó rồi. Nên mình không cần nữa. Đây, mình đã có cái thừa ạc này, đã có cái thừa đỏ hết rồi. Đấy, nè, bây giờ mọi người thấy cái thừa đỏ này thấy chưa? Đấy, có hết rồi. Hai cái này thì cái thừa vàng, hai con này thì chưa có max sao nên chưa cần. Còn những con khác là đã cái thừa đỏ hết rồi. Nên không cần phải lấy cái thừa đỏ. Đấy. Một vòng qua như vậy thì max là nó khoảng 2 triệu 9 nha anh em. 2 triệu 9 là mọi người sẽ max được cái vòng qua như vậy. Anh em nào mà muốn chơi hổ phách thì anh em đầu tư một cái gói 2 triệu 9. Cái này là cái phần thưởng thêm thôi, phần thưởng thêm thôi. Đấy. À, đây còn thiếu bao nhiêu nha? 1 2 3 4 5 6. Còn thiếu 8 mảnh, 8 mảnh thì để mình coi tí nữa mình kiếm cái gói nào đó mình nạp tiếp. Để mình quay nốt cái này. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang mình quay cái con mình tranh thủ mình chạy xong cái hang đi để mình đủ mảnh để mà mình lấy nốt cái con kiến đã, rồi sau đó mình hãy quay sau. Nên cái đó mình sẽ hẹn mọi người trong cái video sau nha. Ok, cái video này mình sẽ tạm dừng tại đây. Anh em nào có nhu cầu nào game thì có thể liên hệ mình qua số Zalo 0888249968 nha mọi người ha. Ok, hẹn gặp lại anh em nha. Đây, bây giờ mình phải đi hang để mình kiếm kiếm thêm nè, 319, ở đây mình còn 360 điểm, 360 vòng, 36 vòng nhân 9 là còn 324, mà hiện tại đã có 319 là mình còn thiếu 5 cái manh mối nữa, giờ phải chạy hang kiếm 5 cái manh mối nữa. Ok, hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo nha.